Liên quan đến vụ việc hai vợ chồng ở Hưng Yên bị sát hại xảy ra vào giữa tháng 8 gây chấn động dư luận. Trong ngày hôm nay 3 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã bắt được nghi phạm gây ra vụ án này. Điều đáng chú ý, tên này từng học đại học chuyên ngành luật và làm cán bộ xã. Theo thông tin ban đầu, nghi phạm Đinh Công Tráng, 41 tuổi ở Hưng Yên, từng tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật và làm cán bộ tư pháp ở một phường thuộc tỉnh Hưng Yên. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố đối tượng về hành vi giết người và thực hiện lệnh tạm giam đối tượng nói trên. Tại cơ quan công an, bước đầu nghi phạm cũng đã khai nhận là người ra tay sát hại vợ chồng anh Đặng Văn Trường, 41 tuổi và chị Nguyễn Thị Hoa, 40 tuổi vào rạng sáng ngày 17 tháng 8. Trước đó, vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 17 tháng 8, Tráng đột nhập căn nhà 2 tầng của anh Trường ở khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Vợ chồng anh Trường sau đó bị đâm chết bởi nhiều nhát dao. Bố anh Trường nghe thấy tiếng kêu cứu chạy ra và bị kẻ này xô ngã. Ông thấy nghi phạm đu theo cành cây nhãn, nhảy qua tường rào chạy trốn rất nhanh, có vẻ như thông thuộc địa bàn. Công an tỉnh Hưng Yên cho biết nghi phạm ở cách nhà nạn nhân khoảng 6 km. Theo xác minh của công an, Tráng nghiện ma túy có tiền án tiền sự. Tại cơ quan công an, tên này khai đột nhập vào nhà nạn nhân để trộm cắp tài sản. Khi bị phát hiện thì Tráng dùng dao tấn công khiến vợ chồng chủ nhà tử vong. Được biết, để tìm được tung tích của Tráng, cơ quan công an đã phải truy xét hơn 1.000 người trong khu vực khoanh vùng liên quan để tìm nghi phạm. Vâng, cũng theo tìm hiểu của phóng viên trong buổi tối thì nghi phạm Đinh Công Tráng từng bị bắt vì hành vi là hiếp dâm một cô gái 22 tuổi làm nghề phục vụ nhà hàng tại Hà Nội vào hồi tháng 8 năm 2009. Như vậy là sau đúng 9 năm thì tên này lại tiếp tục phạm tội. Chỉ khác là lần này y đã gây ra tội ác tày trời, mà hình phạt như thế nào thì có lẽ nhiều người đều đã đoán trước được.